60 đồng sở trụ vì an trụ tất cả Bồ Tát vị. Đồng thọ ký vì được tất cả chư Phật thọ ký, đồng tam muội vì trong một sát na vào khắp tất cả môn tam muội. Đồng kiến lập vì thể hiện đủ thứ các Phật sự, đồng chánh niệm vì chánh niệm tất cả môn cảnh giới. Đồng tu hành vì hết kiếp thuở vị lai tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng tịnh tín vì rất vui mừng đối với vô lượng trí huệ của các Như Lai. Đồng xả lìa vì diệt trừ tất cả các ám chướng. Đồng bất thối trí vì đồng trí huệ với các Như Lai. Đồng thọ sinh vì ứng hiện thành tựu các chúng sinh. Đồng sở trụ vì trụ nhất thiết trí môn phương tiện. Đồng cảnh giới vì nơi cảnh pháp giới được tự tại. Đồng không nương tựa vì dứt hẳn tất cả chỗ tâm nương tựa. Đồng thuyết pháp vì đã vào các pháp trí huệ bình đẳng. Đồng siêng tu vì thường được chư Phật hộ niệm. Đồng thần thông vì khai ngộ chúng sinh khiến cho họ tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. Đồng thần lực vì hay vào biển mười phương thế giới. Đồng đà la ni vì chiếu khắp tất cả biển tổng trì. Đồng bí mật pháp vì biết rõ diệu pháp môn trong tất cả tu đa la. Đồng pháp thâm sâu vì hiểu tất cả pháp như hư không. Đồng quang minh vì khắp chiếu tất cả các thế giới. 61. Đồng thọ ký vì được tất cả chư Phật đến thọ ký. 62. Đồng tam muội vì trong một sát na vào khắp tất cả môn tam muội. 63. Đồng kiến lập vì thể hiện đủ thứ các Phật sự. 64. Đồng chánh niệm vì chánh niệm tất cả môn cảnh giới. 65. Đồng tu hành vì hết kiếp thuở vị lai tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. 66. Đồng tịnh tín vì rất vui mừng đối với vô lượng trí huệ của các Như Lai. 67. Đồng xả lìa vì diệt trừ hết tất cả nhân duyên các ám chướng. 68. Đồng bất thối trí vì trí bất thối an ẩu đa la tam miểu tam bồ đề, trí huệ bình đẳng với các Như Lai. 69. Đồng thọ sinh vì đáng dùng thân gì độ được họ, nên ứng hiện thân đó để vì họ thuyết pháp. 70. Đồng sở trụ vì trụ nhất thiết trí pháp môn phương tiện. 71. Đồng cảnh giới vì đối với cảnh giới của pháp giới đều được nhậm vận tự tại, chẳng có tơ hào miễn cưỡng. 72. Đồng không nương tựa vì dứt hẳn tất cả chỗ tâm nương tựa. 73. Đồng thuyết pháp vì đã vào các pháp môn trí huệ bình đẳng. 74. Đồng siêng tu vì thường được chư Phật hộ niệm và gia trì. 75. Đồng thần thông vì khai ngộ tất cả chúng sinh khiến cho họ tu hành tất cả Bồ Tát hạnh. 76. Đồng thần lực vì hay vào biển mười phương thế giới không có chướng ngại. 77. Đồng đà la ni vì chiếu khắp tất cả biển tổng trì. 78. Đồng bí mật pháp vì biết rõ nghĩa lý áo diệu pháp môn trong tất cả tu đà la. 79. Đồng pháp thâm sâu vì thấu hiểu tất cả pháp như hư không, không chẳng chỗ có. 80. Đồng quang minh vì khắp chiếu tất cả các thế giới. Đồng vui mừng vì tùy tâm chúng sinh mà vì họ khai thị khiến cho họ hoan hỉ. Đồng chấn động vì các chúng sinh hiện sức thần thông chấn động khắp mười phương tất cả cõi. Đồng bất hư vì thấy nghe nghĩ nhớ thảy đều khiến cho tâm được điều phục. Đồng xuất ly vì đầy đủ tất cả các biển đại nguyện thành tựu mười lực trí của Như Lai. 81. Đồng vui mừng vì tùy tâm chúng sinh mà vì họ khai thị khiến cho họ hoan hỉ. 82. Đồng chấn động vì tất cả chúng sinh thể hiện sức thần thông chấn động khắp mười phương tất cả cõi Phật. 83. Đồng bất hư vì phàm là thấy nghe hoặc nghĩ nhớ thảy đều khiến cho tâm được điều phục thanh tịnh không vọng niệm. 84. Đồng xuất ly thoát khỏi ba cõi vì đầy đủ tất cả các biển đại nguyện thành tựu mười lực trí huệ của Như Lai. Bấy giờ thiện tài đồng tử quán sát vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, bèn sinh khởi mười thứ tâm thanh tịnh, đắc được đồng Bồ Tát hạnh như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đắc được đồng hạnh như vậy rồi, tâm càng thanh tịnh hơn, y bảy vai bên phải đảnh lễ vị dạ thần đó, một lòng chắp tay mà nói kệ rằng: Lúc đó thiện tài đồng tử quan sát vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, bèn sinh khởi mười thứ tâm thanh tịnh, đắc được đồng Bồ Tát hạnh như vậy, nhiều như số hạt bụi cõi Phật. Đắc được đồng hạnh như vậy rồi, tâm càng thanh tịnh hơn, y bảy vai bên phải đảnh lễ vị dạ thần đó, một lòng chắp tay mà dùng kệ để khen ngợi vị dạ thần rằng: Còn phát tâm kiên cố, trí cầu vô thượng giác, này nơi thiện trí thức mà khởi tâm của mình. Thiện tài đồng tử nói: Còn phát đạo tâm kiên cố, trí nguyện cầu đạo vô thượng giác, này còn đối với thiện trí thức mà sinh khởi tâm đồng thiện trí thức, như đồng tâm của chính mình chẳng có sự phân biệt đó đây. Nhờ gặp thiện trí thức, tập vô tận pháp trắng, diệt trừ các tội dơ, thành tựu quả bồ đề. Nhờ con gặp được thiện tri thức, tu tập vô tận pháp trắng tịnh, diệt trừ được tất cả pháp nhiễm ô, các tội dơ, thành tựu quả bồ đề. Con thấy thiện tri thức, công đức trang nghiêm tâm, hết kiếp cõi vị lai, sinh tu sở hành đạo,
con thấy thiện tri thức rồi bèn xin công đức cho nghiêm tâm. Con nguyện hết kiếp cõi vị lai sinh tu đạo pháp mà thiện tri thức tu hành, vĩnh viễn không thối chuyển. Con nhớ thiện tri thức nhiếp thọ lợi ích con, vì con đều thị hiện chánh giáo pháp chân thật. Con nghĩ nhớ thiện tri thức nhiếp thọ con lợi ích cho con, đối với con có lợi ích rất lớn, vì con mà thị hiện tất cả pháp môn phương tiện, dạy con chánh giáo pháp môn chân thật, khiến cho con bình bạch nghĩa lý chân thật, đóng chặt các đường ác, hiển bày đường trời người, cũng bày các Như Lai thành đạo nhất thiết trí, đóng chặt tất cả các đường ác, hiển bày đường cõi trời và cõi người, cũng bày đạo thành tựu nhất thiết trí huệ của tất cả các Như Lai. Con nhớ thiện tri thức là Phật công đức tạng, niệm niệm hay sinh ra biển công đức hư không. Con nhớ thiện tri thức là công đức tạng sở thành tựu của Phật, trong niệm niệm hay sinh ra biển công đức nhiều như hư không. Cho con ba la mật, thêm con phước khó nghĩ, tăng con tịnh công đức, khiến con đội mão Phật. Thiện tri thức cho con pháp ba la mật, tăng thêm cho con phước báo không thể nghĩ bàn, tăng trưởng công đức thanh tịnh của con, khiến cho con đội mão của Phật. Con nhớ thiện tri thức viên mãn Phật trí đạo, thệ nguyện thường y trì viên mãn pháp trắng tịnh. Con nhớ thiện tri thức hay viên mãn đạo trí huệ của Phật, con thệ nguyện thường y trì thiện tri thức tu hành viên mãn pháp trắng tịnh. Con nhờ nhân duyên này công đức đều đầy đủ, khắp vì các chúng sinh nói đạo nhất thiết trí. Con nhờ nhân duyên này nên công đức đều đầy đủ, khắp vì tất cả chúng sinh diễn nói đạo nhất thiết trí huệ. Bậc thánh làm thầy con, cho con pháp vô thượng vô lượng vô số hữu kiếp không thể báo ân này. Bậc thánh ngài làm sư phụ của con, ban cho con Phật pháp vô thượng, dù trong vô lượng vô số kiếp con cũng không thể báo đáp được đại ân đại đức của thiện tri thức. Bấy giờ thiện tài nói bài kệ này rồi bạch rằng: Đức thánh, xin ngài vì con nói môn giải thoát này tên là gì, ngài phát tâm đã được bao lâu rồi, còn bao lâu nữa ngài sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Lúc đó thiện tài nói bài kệ này rồi bèn bạch chủ dạ thần rằng: Đức thánh, xin ngài từ bi vì con nói môn giải thoát này tên là gì, ngài phát tâm đã được bao lâu rồi, thời gian còn bao lâu nữa ngài sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, môn giải thoát này tên là giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành. Ta nhờ thành tựu môn giải thoát này mà ngộ tất cả pháp tự tánh bình đẳng, nhập vào tánh chân thật của các pháp, chứng được pháp không chỗ nương, xả lìa thế gian, đều biết các pháp sắc tướng khác nhau, cũng thấu đạt được tánh xanh vàng đỏ trắng đều không thật, không có sự khác biệt. Vị dạ thần nói với thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, môn giải thoát này tên là giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành. Ta nhờ thành tựu môn giải thoát này mà ngộ tự tánh của tất cả các pháp đều bình đẳng, nhập vào tánh chân thật của các pháp, chứng được pháp không chỗ nương, xả lìa tất cả pháp thế gian, đều biết sắc tướng của tất cả các pháp có đủ thứ sự khác nhau, cũng thấu đạt được tự tánh xanh vàng đỏ trắng đều không thật, không có sự khác biệt, mà luôn thị hiện vô lượng sắc thân. Đó là sắc thân đủ thứ, sắc thân chẳng phải một, sắc thân vô biên, sắc thân thanh tịnh, sắc thân tất cả trang nghiêm, sắc thân khắp thấy, sắc thân đồng tất cả chúng sinh, sắc thân khắp hiện trước tất cả chúng sinh, sắc thân quang minh chiếu khắp, sắc thân thấy không nhảm đủ, sắc thân tướng tốt thanh tịnh, sắc thân quang minh lìa các ác, sắc thân thị hiện đại dũng mãnh, sắc thân rất khó được, sắc thân tất cả thế gian không thể che khuất được, sắc thân thế gian cùng khen ngợi vô tận, sắc thân niệm niệm thường quán sát, sắc thân thị hiện đủ thứ mây, sắc thân đủ thứ hình hiển sắc, sắc thân hiện vô lượng tự tại lực, mà luôn luôn thị hiện vô lượng đủ thứ sắc thân. Lực nói ra có 98 thứ sắc thân, đó là: một, sắc thân đủ thứ; hai, sắc thân chẳng phải một; ba, sắc thân vô biên; bốn, sắc thân thanh tịnh; năm, sắc thân tất cả trang nghiêm; sáu, sắc thân khắp thấy; bảy, sắc thân đồng tất cả chúng sinh; tám, sắc thân khắp hiện trước tất cả chúng sinh; chín, sắc thân quang minh chiếu khắp; mười, sắc thân thấy không nhảm đủ; 11, sắc thân tướng tốt thanh tịnh; 12, sắc thân quang minh lìa các ác; 13, sắc thân thị hiện đại dũng mãnh; 14, sắc thân rất khó được; 15, sắc thân tất cả thế gian không thể che khuất được; 16, sắc thân thế gian cùng khen ngợi vô tận; 17, sắc thân niệm niệm thường quán sát; 18, sắc thân thị hiện đủ thứ mây; 19, sắc thân đủ thứ hình hiển sắc; 20, sắc thân hiện vô lượng tự tại lực; sắc thân diệu quang minh; sắc thân tất cả tịnh diệu trang nghiêm; sắc thân tùy thuận thành thục tất cả chúng sinh; sắc thân tùy tâm họ ưa thích hiện ra trước để điều phục; sắc thân phổ quang minh không chướng ngại; sắc thân thanh tịnh không uế trược; sắc thân đầy đủ trang nghiêm không thể hoại;
Sắc thân pháp phương tiện quang minh không nghĩ bàn, sắc thân tất cả không trói khuất được, sắc thân trói khuất được tất cả, sắc thân không tối phá được tất cả tối, sắc thân tập tất cả pháp trắng tịnh, sắc thân biển công đức đại thế lực, sắc thân do nhờ thuở quá khứ cung kính mà sinh ra, sắc thân tâm thanh tịnh như hư không sinh ra, sắc thân tối thắng rộng lớn, sắc thân vô tận không dứt, sắc thân biển quang minh, sắc thân bình đẳng nơi tất cả thế gian không chỗ nương, sắc thân khắp mười phương vô ngại. 21. Sắc thân diệu quang minh. 22. Sắc thân tất cả thanh tịnh diệu trang nghiêm. 23. Sắc thân tùy thuận thành thục tất cả chúng sinh. 24. Sắc thân tùy tâm họ ưa thích hiện ra trước để điều phục. 25. Sắc thân phủ quang minh không chướng ngại. 26. Sắc thân thanh tịnh không uế trược. 27. Sắc thân đầy đủ trang nghiêm không thể hoại. 28. Sắc thân pháp phương tiện quang minh không nghĩ bàn. 29. Sắc thân tất cả không trói khuất được. 30. Sắc thân trói khuất được tất cả. 31. Sắc thân không tối phá được tất cả tối. 32. Sắc thân tập tất cả pháp trắng tịnh. 33. Sắc thân biển công đức đại thế lực. 34. Sắc thân do nhờ thuộc quá khứ cung kính mà sinh ra. 35. Sắc thân tâm thanh tịnh như hư không sinh ra. 36. Sắc thân tối thắng rộng lớn. 37. Sắc thân vô tận không dứt. 38. Sắc thân biển quang minh. 39. Sắc thân bình đẳng nơi tất cả thế gian không chỗ nương. 40. Sắc thân khắp mười phương vô ngại. Sắc thân niệm niệm hiện đủ thứ biển sắc tướng, sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỷ tất cả chúng sinh, sắc thân nhiếp lấy biển tất cả chúng sinh, sắc thân trong mỗi lỗ chân lông nói biển công đức tất cả chư Phật, sắc thân tịnh biển dục giải tất cả chúng sinh, sắc thân quyết rõ tất cả pháp nghĩa, sắc thân chiếu sáng khắp không chướng ngại, sắc thân tịnh quang minh đồng hư không, sắc thân phóng tịnh quang minh rộng lớn, sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu, sắc thân không gì sánh bằng, sắc thân trang nghiêm khác biệt, sắc thân chiếu khắp mười phương, sắc thân tùy thời thị hiện ứng chúng sinh, sắc thân tịch tĩnh, sắc thân diệt tất cả phiền não, sắc thân dụ phước tất cả chúng sinh, sắc thân tất cả chúng sinh thấy không luống qua, sắc thân đại trí huệ sức dũng mãnh, sắc thân khắp cùng không chướng ngại. 41. Sắc thân niệm niệm hiện đủ thứ biển sắc tướng. 42. Sắc thân tăng trưởng tâm hoan hỷ tất cả chúng sinh. 43. Sắc thân nhiếp lấy biển tất cả chúng sinh. 44. Sắc thân trong mỗi lỗ chân lông nói biển công đức tất cả chư Phật. 45. Sắc thân tịnh biển dục giải tất cả chúng sinh. 46. Sắc thân quyết rõ tất cả pháp nghĩa. 47. Sắc thân chiếu sáng khắp không chướng ngại. 48. Sắc thân tịnh quang minh đồng hư không. 49. Sắc thân phóng tịnh quang minh rộng lớn. 50. Sắc thân chiếu hiện pháp vô cấu. 51. Sắc thân không gì sánh bằng. 52. Sắc thân trang nghiêm khác biệt. 53. Sắc thân chiếu khắp mười phương. 54. Sắc thân tùy thời thị hiện ứng chúng sinh. 55. Sắc thân tịch tĩnh. 56. Sắc thân diệt tất cả phiền não. 57. Sắc thân dụng phước tất cả chúng sinh. 58. Sắc thân tất cả chúng sinh thấy không luống qua. 59. Sắc thân đại trí huệ sức dũng mãnh. 60. Sắc thân khắp cùng không chướng ngại. Sắc thân thần mây đẹp khắp hiện thế gian nhỏ lợi ích. Sắc thân đầy đủ biển đại từ. Sắc thân đại phước đức bảo sơn vương. Sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả cõi thế gian. Sắc thân đại trí huệ thanh tịnh. Sắc thân sinh chúng sinh tâm chánh niệm. Sắc thân tất cả bảo quang minh. Sắc thân phổ quang tạng. Sắc thân hiện đủ thứ tịnh tướng thế gian. Sắc thân cầu nơi nhất thiết trí. Sắc thân hiện mỉm cười khiến chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh. Sắc thân thần tất cả báu trang nghiêm quang minh. Sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sinh. Sắc thân không quyết định không rốt ráo. Sắc thân hiện sức tự tại gia trì. Sắc thân hiện tất cả thần thông biến hóa. Sắc thân sinh vào nhà Như Lai. Sắc thân xa lìa các ác khắp biển pháp giới. Sắc thân khắp hiện tất cả Như Lai đạo tràng chúng hội. Sắc thân đủ các thứ biển các sắc. 61. Sắc thân thần mây đẹp khắp hiện thế gian nhỏ lợi ích. 62. Sắc thân đầy đủ biển đại từ. 63. Sắc thân đại phước đức bảo sơn vương. 64. Sắc thân phóng quang minh chiếu khắp tất cả cõi thế gian. 65. Sắc thân đại trí huệ thanh tịnh. 66. Sắc thân sinh chúng sinh tâm chánh niệm. 67. Sắc thân tất cả bảo quang minh. 68. Sắc thân phổ quang tạng. 69. Sắc thân hiện đủ thứ tịnh tướng thế gian. 70. Sắc thân cầu nơi nhất thiết trí. 71. Sắc thân hiện mỉm cười khiến chúng sinh sinh niềm tin thanh tịnh. 72. Sắc thân thân tất cả báu trang nghiêm quang minh. 73. Sắc thân chẳng lấy chẳng bỏ tất cả chúng sinh. 74. Sắc thân không quyết định, không rốt ráo. 75. Sắc thân hiện sức tự tại gia trì. 76. Sắc thân hiện tất cả thần thông biến hóa. 77. Sắc thân sinh vào nhà Như Lai. 78. Sắc thân xa lìa các ác khắp biển pháp giới. 79. Sắc thân khắc hiện tất cả Như Lai đạo tràng chúng hội. 80. Sắc thân đủ thứ biển các sắc.
Sắc thân từ hạnh lành chảy ra, sắc thân tùy sở ứng hóa thị hiện. Sắc thân tất cả thế gian thấy không nhảm đủ, sắc thân đủ thứ tịnh quang minh. Sắc thân hiện tất cả biển ba đời, sắc thân phóng tất cả biển quang minh. Sắc thân hiện vô lượng biển quang minh khác biệt, sắc thân tất cả hương quang minh hơn các thế gian. Sắc thân hiện bất khả thuyết mây vòng mặt trời, sắc thân hiện mây vòng mặt trăng rộng lớn. Sắc thân phóng vô lượng núi tu di mây hoa đẹp, sắc thân xuất hiện đủ thứ mây trảm hoa. Sắc thân hiện tất cả mây hoa sen bóng, sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới. Sắc thân giải tất cả mây tạng hương bột, sắc thân hiện thân đại nguyện tất cả Như Lai. Sắc thân hiện tất cả lời nói âm thanh dễ nói biển pháp, sắc thân hiện tượng Bồ Tát Phổ Hiền. 81. Sắc thân từ hạnh lành sinh ra. 82. Sắc thân tùy sở ứng hóa thị hiện. 83. Sắc thân tất cả thế gian thấy không nhảm đủ. 84. Sắc thân đủ thứ tịnh quang minh. 85. Sắc thân hiện tất cả biển ba đời. 86. Sắc thân phóng tất cả biển quang minh. 87. Sắc thân hiện vô lượng biển quang minh khác biệt. 88. Sắc thân tất cả hương quang minh hơn các thế gian. 89. Sắc thân hiện bất khả thuyết mây vòng mặt trời. 90. Sắc thân hiện mây vòng mặt trăng rộng lớn. 91. Sắc thân phóng vô lượng núi tu di mây hoa đẹp. 92. Sắc thân xuất hiện đủ thứ mây tràng hoa. 93. Sắc thân hiện tất cả mây hoa sen báu. 94. Sắc thân nổi tất cả mây hương đốt khắp pháp giới. 95. Sắc thân giải tất cả mây tạng hương bột. 96. Sắc thân hiện thân đại nguyện tất cả Như Lai. 97. Sắc thân hiện tất cả lời nói âm thanh diễn nói biển pháp. 98. Sắc thân hiện tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Trong niệm niệm hiện thân sắc tướng như vậy đầy khắp mười phương, khiến cho các chúng sinh hoặc thấy được, hoặc nghĩ nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc do gần gũi, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy thần thông, hoặc gặp sự biến hóa tùy theo tâm ưa thích, ứng thời điều phục, xả bỏ nghiệp bất thiện, trụ nơi hạnh lành. Trong niệm niệm hay thị hiện đủ thứ thân sắc tướng như vậy đầy khắp mười phương thế giới, khiến cho tất cả chúng sinh hoặc thấy được, hoặc nghĩ nhớ, hoặc nghe thuyết pháp, hoặc do gần gũi, hoặc được khai ngộ, hoặc thấy được thần thông, hoặc gặp được biến hóa tùy theo tâm ưa thích, tức là muốn gì thì liền có cảm ứng điều đó, ứng thời điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh xả bỏ nghiệp bất thiện, trụ nơi hạnh lành. Thiện nam tử nên biết, do nhờ đại nguyện lực này, lực nhất thiết trí, lực Bồ Tát giải thoát, lực đại bi, lực đại từ mà có những việc như vậy. Chủ dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh lại gọi một tiếng thiện nam tử, nên biết đó là do nhờ đại nguyện lực này, lực nhất thiết trí huệ, lực Bồ Tát giải thoát, lực đại bi, lực đại từ mà có những việc như vậy. Thiện nam tử, ta nhập vào giải thoát này thì biết rõ pháp tánh không có sự khác biệt mà hay thể hiện vô lượng sắc thân. Mỗi mỗi thân hiện ra vô lượng biển sắc tướng, mỗi mỗi tướng phóng ra vô lượng mây quang minh, mỗi mỗi quang minh hiện ra vô lượng cõi Phật. Mỗi mỗi cõi hiện ra vô lượng Đức Phật xuất hiện ra đời. Mỗi mỗi Đức Phật hiện ra vô lượng sức thần thông, khai phát căn lành đời trước của chúng sinh. Người chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng, người đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng. Người căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục, trong niệm niệm khiến cho vô lượng chúng sinh được bất thối chuyển nơi an hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, ta nhập vào môn giải thoát này thì biết rõ thật tướng của tất cả các pháp không có sự khác biệt mà hay thể hiện vô lượng sắc thân, mỗi mỗi thân lại có thể hiện ra vô lượng biển sắc tướng, mỗi mỗi tướng lại có thể phóng ra vô lượng mây quang minh, mỗi mỗi mây quang minh lại có thể hiện ra vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi cõi Phật lại có thể hiện ra vô lượng Đức Phật xuất hiện ra đời, mỗi mỗi Đức Phật lại có thể hiện ra vô lượng sức thần thông, lại có thể khai phát căn lành đời trước của tất cả chúng sinh. Chúng sinh chưa trồng căn lành thì khiến cho họ trồng căn lành, đã trồng căn lành thì khiến cho tăng trưởng, căn lành đã tăng trưởng thì khiến cho thành thục. Chúng sinh căn lành đã thành thục thì khiến cho được giải thoát. Trong niệm niệm khiến cho vô lượng chúng sinh đều được cảnh giới bất thối chuyển nơi an hậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, như lời người hỏi, ta đã phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh được bao lâu? Ta nương oai thần lực của Phật sẽ vì ngươi nói nghĩa này. Thiện nam tử, như lời ngươi hỏi, ta đã phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh được bao lâu? Ta đường ngoài thần lực gia trì của chư Phật, bây giờ sẽ vì ngươi nói nghĩa đạo lý này. Thiện nam tử, trí huệ của Bồ Tát xa lìa tất cả cảnh giới phân biệt, không thể đem các kiếp dài ngắn, nhiễm tịnh rộng hẹp như vậy ở trong sinh tử phân biệt hiển bày. Tại sao? Vì trí huệ của Bồ Tát bản tánh thanh tịnh, để tất cả lưới phân biệt vượt qua tất cả núi chướng ngại, tùy sự ứng hóa của chúng sinh mà chiếu khắp. Thiện nam tử, trí huệ của Bồ Tát xa lìa tất cả cảnh giới phân biệt, không thể đem các kiếp dài ngắn hoặc nhiễm tịnh
hoặc rộng hẹp như vậy ở trong sinh tưởng để phân biệt hiện bày cảnh giới của Bồ Tát. Tại sao? Vì trí huệ của Bồ Tát bản tánh thanh tịnh, lìa khỏi tất cả lưới phân biệt, vượt qua tất cả núi chướng ngại, tùy chúng sinh được ứng hóa mà vòng trí huệ quang chiếu khắp. Thiện nam tử ví như mặt trời không có ngày đêm, nhưng khi mọc lên gọi là ngày, khi lặn xuống gọi là đêm. Trí huệ của Bồ Tát cũng như thế, không có sự phân biệt, cũng không có ba thời, chỉ tùy tâm hiện giáo hóa chúng sinh mà nói Bồ Tát ở kiếp trước, kiếp sau. Thiện nam tử ví như mặt trời vốn không có phân biệt ngày đêm, nhưng tâm chúng sinh có sự phân biệt ngày đêm. Khi mặt trời mọc lên thì gọi là ban ngày, khi mặt trời lặn xuống thì gọi là ban đêm. Trí huệ của Bồ Tát cũng như thế, không có sự phân biệt, cũng không có quá khứ, hiện tại và vị lai ba thời. Chỉ tùy tâm chúng sinh sở hiện vì giáo hóa chúng sinh mà nói Bồ Tát ở kiếp trước hoặc ở kiếp sau. Thiện nam tử ví như mặt trời ở trong hư không cõi Diêm Phủ Đề, hình bóng mặt trời đều chiếu đến tất cả báu vật, sông biển. Và trong các chỗ có nước sạch, tất cả chúng sinh đều thấy mà mặt trời chẳng đến những chỗ đó. Trí huệ của Bồ Tát cũng là như thế, thoát khỏi các biển cõi, trụ nơi Phật, thật Pháp, vắng lặng trong hư không, không có nương tựa. Vì muốn hóa độ các chúng sinh mà tùy loại thọ sinh ở trong các cõi, thật chẳng sinh tử, không có nhiễm trước, không có các nghĩ tưởng phân biệt kiếp dài ngắn. Tại sao? Vì Bồ Tát rốt ráo lìa tâm tưởng thấy tất cả sự điên đảo, đắc được cái thấy chân thật. Thấy thật tánh của Pháp, biết tất cả thế gian như mộng, như huyễn, không có chúng sinh, nhưng vì sức đại bi đại nguyện hiện ra trước chúng sinh để giáo hóa điều phục. Thiện nam tử ví như mặt trời, ở trong hư không cõi Diêm Phủ Đề, hình bóng mặt trời đều chiếu đến tất cả báu vật, tất cả sông biển và trong các chỗ có nước sạch, tất cả chúng sinh, chẳng ai mà chẳng nhìn thấy trừ người mù, mà mặt trời chẳng đến những chỗ đó ở trong hư không. Trí huệ của Bồ Tát cũng là như thế, thoát khỏi biển tam giới 25 cõi, chỗ nơi Phật, chân thật Pháp của chư Phật vắng lặng trong hư không, không có nương tựa. Vì muốn hóa độ tất cả chúng sinh mà cam tâm tình nguyện, tùy loại mà thọ sinh, hoặc làm người, hoặc làm súc sinh, hoặc làm ngạ quỷ, hoặc đọa địa ngục. Tóm lại, tùy căn cơ của chúng sinh mà thọ sinh chẳng có hạn chế nhất định. Nói về bản thân của Bồ Tát đã chấm dứt sinh tử, vậy tại sao Bồ Tát lại đi thọ sinh? Vì Bồ Tát độ chúng sinh mới trở lại bằng con thuyền tử bi để đến các cõi thọ sinh. Bồ Tát đã không còn sinh tử, tại sao Bồ Tát không còn sinh tử? Vì không còn nhiễm trước, không còn các nghĩ tưởng phân biệt về kiếp dài kiếp ngắn, không có hiện tại và không có vị lai. Tóm lại, không có tất cả mọi sự phân biệt. Tại sao? Vì Bồ Tát rốt ráo lìa tâm tưởng thấy tất cả sự điên đảo, do đó có câu ngôn ngữ đảo đọa tâm hành xứ diệt, đã lìa khỏi tưởng thấy, lìa khỏi thấy điên đảo, đắc được cái thấy chân thật, thấy được thật tánh của Pháp, bản thể chân thật vắng lặng. Lại biết tài sắc, danh ăn ngủ năm dục của thế gian như mộng như huyễn, trong tâm không còn chúng sinh để độ, nhưng tùy thuận cảnh giới chúng sinh để giáo hóa chúng sinh mà dùng sức đại bi đại nguyện, thì hiện ra trước chúng sinh để giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh. Phật tử ví như thuyền sư thường dùng chiếc thuyền lớn chạy ở trong sông lớn, chẳng đậu ở bờ này, chẳng neo ở bờ kia, chẳng trụ ở giữa dòng mà độ chúng sinh không có ngừng nghỉ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng thuyền ba la mật ở trong dòng sinh tử, chẳng đậu ở bờ này, chẳng neo ở bờ kia, chẳng trụ ở giữa dòng mà độ chúng sinh không có ngừng nghỉ. Tùy vô lượng kiếp tụ Bồ Tát hạnh mà chưa từng phân biệt số kiếp dài ngắn. Phật tử ví như thuyền sư thường dùng chiếc thuyền lớn chạy ở trong sông lớn, chẳng đậu ở bờ này, cũng chẳng neo ở bờ kia, cũng chẳng trụ ở giữa dòng mà độ chúng sinh không có ngừng nghỉ. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng thuyền ba la mật ở trong dòng sinh tử, chẳng đậu ở bờ này, chẳng neo ở bờ kia, chẳng ở lại giữa dòng mà độ chúng sinh, không có ngừng nghỉ. Tuy trải qua vô lượng kiếp tu tập Bồ Tát hạnh, mà chưa từng tính đến đã tu bao nhiêu kiếp, hoặc là kiếp dài, hoặc kiếp ngắn, vốn chẳng có sự phân biệt như thế. Phật tử, như thái hư không, tất cả thế giới ở trong thành sự, song sự thành hoại mà không có sự phân biệt. Bản tánh thanh tịnh, không nhiễm, không loạn, không ngại, không nhàm, chẳng dài, chẳng ngắn, hết kiếp thuở vị lai giữ tất cả cõi. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng tâm thâm sâu rộng lớn, đồng cõi hư không, khởi phong luân đại nguyện, giữ các chúng sinh, lìa, khiến cho lìa đường ác, sinh về các cõi lành, đều khiến cho an trụ nơi nhất thiết trí địa, diệt các phiền não, khổ sinh tử ràng buộc mà không có tâm mừng, lo, mỏi nhàm. Phật tử, như thái hư không, tất cả thế giới ở trong sự thành trụ hoại không, bốn hiện tượng này mà hư không chẳng có sự phân biệt.
Tại sao? Vì bản tánh của hư không là thanh tịnh, không nhiễm ô, không tạp loạn, không chướng ngại, không nhàm đủ, cũng chẳng dài, cũng chẳng ngắn. Thế kiếp thuộc vị lai giữ tất cả cõi, đều tồn tại ở trong hư không, vì hư không xung la vạn tượng, chẳng có gì mà chẳng bao dung, chẳng có gì mà chẳng dung nạp. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng tâm thâm sâu rộng lớn đồng cõi hư không, khởi phong luân đại nguyện, giữ gìn tất cả chúng sinh, khiến cho lìa khỏi ba đường ác, sinh về ba đường lành, đều khiến cho tất cả chúng sinh an trụ nơi bậc nhất thiết trí huệ, diệt trừ tất cả phiền não, khổ sinh tử ràng buộc mà không có tâm vui mừng, cũng chẳng có tâm lo buồn, cũng chẳng có tâm mỏi nhàm. Thiện nam tử như người huyễn hóa, chi thể đều đủ, mà không có sự hít vào, thở ra, lạnh nóng, đói khát, buồn vui sinh tử, mười thứ việc này. Đại Bồ Tát cũng là như thế, dùng pháp thân trí huệ bình đẳng như huyễn, hiện các sắc tướng nơi các cõi, trụ vô lượng kiếp giáo hóa chúng sinh, ở trong sinh tử tất cả cảnh giới, không thích không nhàm, không thương không giận, không khổ không vui, không lấy không bỏ, không an không sợ. Thiện nam tử ví như người huyễn hóa, tứ chi đều đủ mà không có sự hít vào thở ra, không có sự hô hấp, tuy có tứ chi mà không có linh hồn. Tại sao? Vì nó là huyễn biến ra, nó không sợ lạnh nóng, cũng không biết đói, cũng không biết khát, cũng không biết buồn, cũng không biết vui, cũng không thọ sinh, cũng không tử vong, chẳng có mười thứ việc này. Đại Bồ Tát cũng lại như thế, dùng pháp thân trí huệ bình đẳng như huyễn, thể hiện các sắc tướng trong tam giới 25 cõi, trụ vô lượng kiếp, giáo hóa hết thảy chúng sinh, ở trong sinh tử khổ sở ràng buộc, đối với tất cả cảnh giới không mến thích, không nhàm chán, không thương yêu, không sân giận, không khổ sở, không vui vẻ, cũng không lấy, cũng không bỏ, không có bình an, không có sợ hãi. Tại sao? Vì Bồ Tát chẳng còn cảnh giới cái ta, cho đến cảnh giới không còn cái ta, cho nên chẳng còn tâm ích kỷ lợi mình, do đó chẳng có những thứ tâm phân biệt này. Phật tử, trí huệ Bồ Tát tuy thâm sâu khó dò, ta sẽ đưa ngoài thần lực của Đức Phật vì ngươi giải thích nói, khiến cho các Bồ Tát đời vị lai đầy đủ đại nguyện thành tựu các lực. Phật tử, trí huệ Bồ Tát tuy thâm sâu khó dò, nhìn lên không thấy đỉnh, nhìn xuống không thấy đáy, nhưng ta sẽ nương ngoài thần lực của mười phương chư Phật vì ngươi giải thích nói, khiến cho các Bồ Tát ở đời vị lai đầy đủ đại nguyện đã phát ra, thành tựu các thần thông lực. Bạn tôi họ chúng sinh hiện tại ở trong pháp hội Hoa Nghiêm lắng nghe đoạn kinh văn Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật này, phải cảm kích ân điển của vị chủ dạ thần, tuy ngài không phải trực tiếp nói với chúng ta nhưng vẫn gián tiếp nói với chúng ta, cho nên mới đắc được lợi ích của pháp này. Phật tử, vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi biển thế giới, có kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là Bảo Quang. Trong kiếp đó có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu tiên hiệu là Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mười hiệu viên mãn. Cõi Diêm Phủ Đề đó có một cung vua tên là Bảo Tra Nghiêm. Cách phía đông không xa có một khu rừng lớn tên là Diệu Quang, trong đó có một đạo tràng tên là Bảo Hoa. Trong đạo tràng đó có tòa sư tử Phổ Quang Minh Mani Liên Hoa Tạng. Bấy giờ Đức Như Lai đó ngồi trên tòa đó, thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mãn 100 năm, ngồi nơi đạo tràng vì các Bồ Tát, chư thiên và người đời với những người Diêm Phủ Đề xưa kia đã từng trồng căn lành thành thục diễn nói chánh pháp. Phật tử, vào đời quá khứ trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi biển thế giới, có một kiếp tên là Thiện Quang, có thế giới tên là Bảo Quang. Trong kiếp đó có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật ra đời đầu tiên hiệu là Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác, mười hiệu Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn, Viên Mãn. Cõi Diêm Phủ Đề đó có một cung vua tên là Bảo Tra Nghiêm. Cách phía đông không xa có một khu rừng lớn tên là Diệu Quang, trong đó có một đạo tràng tên là Bảo Hoa. Trong đạo tràng đó có tòa sư tử Phổ Quang Minh Mani Liên Hoa Tạng. Bấy giờ Đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương ngồi trên tòa sư tử đó, thành A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề mãn 100 năm, ngồi nơi đạo tràng vì tất cả Bồ Tát chư thiên và người đời với những người Diêm Phủ Đề xưa kia đã từng trồng căn lành thành thục diễn nói chánh pháp. Trong kiếp Hoa Quang có một vạn vị Phật ra đời. Hiện tại ở vạn Phật Thánh Thành cũng có một vạn vị Phật từ trên trời giáng lâm xuống, từ dưới đất vọt lên để đến vạn Phật Bảo Điện. Đây là hạt bụi của kiếp Thiện Quang, thế giới Bảo Quang bay đến vạn Phật Thánh Thành, cho nên mới có cảnh giới này xuất hiện. Chúng ta phải thương tiếc cơ hội vạn lần khó gặp, dũng mãnh tinh tấn tu hành, thời gian nào đó phải khai ngộ, bằng không thì cố phụ tâm đại bi của vạn vị Phật từ quang phủ chiếu. Chúng ta vì báo ân Phật nhất định phải nỗ lực tu hành, sớm thành tựu chí nguyện mà mình đã phát ra.
Bấy giờ có ông vua tên là Thắng Quang, lúc đó người dân thọ 10 vạn tuổi, nhưng phần đông phạm tội sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng, tham sân, tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc sa môn, bà la môn. Bấy giờ ông vua vì muốn điều phục họ nên tạo lập ngục tù, giam nhốt vô lượng chúng sinh chịu khổ ở trong đó. Lúc đó thành bảo trang nghiêm đó có một vị vua tên là Thắng Quang, lúc đó tuổi thọ của người dân lên đến 1 vạn tuổi, nhưng phần đông người dân phạm các tội sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, thêu dệt, hai lưỡi chửi mắng, tham sân, tà kiến, bất hiếu với cha mẹ, chẳng kính bậc sa môn, bà la môn. Lúc đó ông vua Thắng Quang vì muốn điều phục những người đó nên tạo lập ngục tù, giam nhốt vô lượng chúng sinh chịu khổ ở trong đó. Ông vua đó có vị thái tử tên là Thiện Phục, đoan chánh, đặc thù, ai cũng muốn nhìn có đủ 32 tướng đại nhân ở trong cung điện, sang nghe tiếng kêu khóc ở chốn ngục tù, động lòng thương xót. Liền vào ngục tù thì thấy các tội nhân bị gông cùm xiềng xích trói buộc ở chỗ tối tăm, hoặc dùng lửa đốt, hoặc dùng khói sông, hoặc dùng cây đánh, hoặc thẻo lóc da thịt, tóc rối mình trần, đói khát gầy ốm, gần đứt bảy xương, khóc lóc kêu gào. Thái tử thấy rồi sinh lòng thương xót, dùng lời vô ý an ủi họ rằng: các ngươi đừng có lo buồn, các ngươi chớ có kinh sợ, ta sẽ giải thoát các ngươi. Thái tử bèn đến chỗ vua, bạch với vua rằng: tội nhân trong ngục rất là thống khổ, xin hãy tha thứ cho họ, hãy dùng bố thí vô ý tha thứ cho họ. Ông vua Thắng Quang đó có vị thái tử tên là Thiện Phục, tướng mạo đoan chánh, rất là đặc thù, ai cũng hoan hỉ muốn ngắm nhìn mãi. Tại sao? Vì vị thái tử đó có đủ 32 tướng đại nhân rất là trang nghiêm. Ở trong cung điện của ngài, xa nghe tiếng kêu khóc của phạm nhân ở chốn ngục tù, ngài động lòng thương xót những tội nhân đó. Thái tử liền vào ngục tù thì thấy các tội nhân đó tại trần bị gông cùm xiềng xích trói buộc, nhốt họ ở chỗ tối tăm, không thấy được ánh sáng mặt trời. Những tội nhân đó thọ sự thống khổ địa ngục ở chỗ nhân gian, có người bị họ dùng lửa đốt, có người bị họ dùng khói sông, hoặc bị họ dùng cây đánh đập, hoặc bị họ thẻo lóc da thịt, khổ không thể tả, rất thảm thiết. Những tội nhân đó đầu tóc rối bời, mình trần, đói khát gầy ốm, gần đứt bảy xương, do đó có câu ốm gầy như que củi. Những tội nhân đó thống khổ, khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Thái tử thấy những cảnh đó rồi sinh lòng thương xót, dùng lời vô ý an ủi họ rằng: các người đừng có lo buồn, các người chớ có kinh sợ, ta sẽ tìm cách giải thoát các ngươi, để cho các ngươi được thả ra, tự do đi lại. Do đó thái tử bèn đến chỗ vua Thắng Quang, bạch với vua rằng: tội nhân trong ngục rất là thống khổ, không thể tả được, con khẩn cầu đại vương, xin hãy tha thứ cho họ, hãy dùng bố thí vô ý tha cho họ. Bấy giờ vua bèn tập họp 500 đại thần để hỏi ý việc đó. Các quan đều đáp rằng: những tội nhân đó trộm cắp của công, âm mưu muốn cướp ngôi vua, lén vào cung cấm, tội đáng hành hình, có ai thương cứu cũng bị tội chết. Lúc đó vua Thiện Quang nghe lời thỉnh cầu của thái tử muốn thả những tội nhân đó rồi, bèn tập hợp 500 vị đại thần để hỏi ý về việc đó. Bèn hỏi 500 vị đại thần rằng việc này nên làm thế nào. 500 vị đại thần khác miệng cùng lời đều đáp rằng: những tội nhân đó trộm cắp của công, âm mưu muốn cướp ngôi vua, muốn giết đại vương, tội đáng hành hình nên chém đầu thị chúng, không có lý nào lại phóng thích. Nếu có ai thường muốn cứu những tội nhân đó cũng bị tội tử hình. Bấy giờ thái tử đó buồn thương nói với các đại thần rằng: xin hãy thả những người đó ra, tôi xin chịu tội tất cả hình phạt khổ sở, dù nát thân mất mạng tôi cũng cam chịu, không hối tiếc, miễn sao những tội nhân đó đều được thoát khổ. Tại sao vậy? Vì nếu tôi không cứu được những chúng sinh này thì làm sao cứu được các chúng sinh khổ trong ngục tù ba cõi? Tất cả chúng sinh ở trong ba cõi tham ái ràng buộc, ngu si che đậy, nghèo cùng không có công đức, bị đọa trong các đường ác, thân hình xấu xí, các căn phóng dật, tâm bị mê hoặc, không cầu đạo xuất ly, mất trí huệ quang minh, ưa chấp ba cõi, dứt các phước đức, diệt các trí huệ, đủ thứ phiền não, tâm ý nhơ đục, ở trong lao ngục khổ sở, nhập vào lưới ma, sinh ra bệnh chết, lo buồn não hại, các khổ như vậy luôn bị bức bách. Tôi phải làm cách nào khiến cho họ được giải thoát, tôi phải xả thân mạng để cứu họ. Lúc đó lòng thái tử càng kiên cố, nói với các đại thần rằng: xin các ông hãy thả những người đó ra, tôi xin thay thế tánh mạng của tôi để chịu tội, tôi vì cứu chúng sinh tất cả hình phạt khổ sở, dù nát thân mất mạng tôi cũng cam chịu, không hối tiếc, miễn sao những tội nhân đó đều được thoát khổ. Tại sao vậy?
Vì nếu tôi không cứu được những chúng sinh này thì làm sao cứu được các chúng sinh khổ trong ngục tù ba cõi? Tất cả chúng sinh ở trong ba cõi bị tham ái ràng buộc vô si che đậy, họ đều là những người nghèo cùng, không biết làm việc có công đức nên bị đọa trong ba đường ác, thân hình rất xấu xí. Vì các căn phóng dật không giữ quy củ nên tâm bị mê hoặc, không cầu đạo thoát khỏi nhà lửa ba cõi, mất đi trí huệ quang minh, ưa chấp cảnh giới ba cõi, dứt các phước đức, diệt các trí huệ, có đủ thứ vô minh phiền não, tâm ý như đục tán loạn, ở trong lao ngục khổ sở, nhập vào lưới ma, sinh già bệnh chết, lo buồn não hại, đủ thứ các khổ như vậy, luôn bị bức bách. Tôi phải làm cách nào khiến cho họ được giải thoát? Tôi phải xả thân mạng của tôi để cứu họ thoát khỏi biển khổ. Bấy giờ các đại thần cùng đến chỗ vua, đều giơ tay lớn tiếng nói rằng: Đại vương nên biết như ý của thái tử là hủy hoại vương pháp, họa đến vạn dân. Nếu vua thương mến không chỉ thái tử thì ngôi báu của vua chẳng bao lâu sẽ mất. Vua nghe lời ấy bèn nổi giận, hạ lệnh giết thái tử và các tội nhân. Lúc đó 500 vị đại thần cùng đến chỗ ông vua, mọi người đều giơ tay phải lớn tiếng nói rằng: Đại vương nên biết như ý của thái tử là muốn thả hết những tội nhân đó, tức là hủy hoại vương pháp quốc gia. Nếu mà thả những tội nhân đó thì họa sẽ đến vạn dân. Nếu đại vương thương mến thái tử, không trừng trị thái tử thì ngôi báu của vua chẳng bao lâu nữa sẽ mất. Xin đại vương hãy nghĩ lại. Lúc đó vua Thắng Quang nghe lời của 500 vị đại thần, bèn nổi giận lôi đình, hạ lệnh giết thái tử và các tội nhân. Hoàng hậu nghe được sầu thương gào khóc, cùng với 1.000 thể nữ đi đến chỗ vua, quỳ lại sát đất đảnh lễ vua để nói rằng: Xin đại vương hãy tha mạng cho thái tử. Vua bèn hướng về thái tử nói: Đừng cứu tội nhân, nếu cứu tội nhân thì ta sẽ giết người. Hoàng hậu nghe được tin tức thái tử sẽ bị giết, sầu thương gào khóc, cùng với 1.000 thể nữ cấp tốc cùng đi đến chỗ vua, quỳ lại sát đất đảnh lễ vua Thắng Quang đều nói rằng: Xin đại vương tử bi hãy tha mạng cho thái tử. Lúc đó vua bèn hướng về thái tử nói: Con đừng cứu những tội nhân đó, họ phạm tội đáng chết, phải chịu sự trừng phạt. Nếu con nhất định muốn thả những tội nhân đó thì ta sẽ giết người. Người nên lập tức thay đổi ý định, bằng không thì chẳng có ai có thể cứu được mạng sống của người. Bấy giờ thái tử vì muốn chuyên cầu nhất thiết trí, vì muốn lợi ích các chúng sinh, vì muốn dùng đại bi cứu nhiếp khắp. Tâm thái tử rất kiên cố, không lùi bước sợ hãi, lại bạch với vua rằng: Xin hãy tha cho những tội nhân, con xin chịu chết. Vua nói tùy ý. Bấy giờ hoàng hậu bạch rằng: Đại vương xin cho thái tử bố thí nửa tháng để tu phước, sau đó trị tội. Vua liền nghe lời. Lúc đó thái tử thiện phục càng kiên cường hơn, vì muốn chuyên cầu được nhất thiết trí huệ, vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, vì muốn dùng đại bi cứu khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Tâm thái tử rất kiên cố, không lùi bước cũng không sợ hãi, quyết tâm muốn cứu những tội nhân đó, dù phải tan thân mất mạng cũng cam chịu, dù sống hay chết cũng không màng đến, chỉ muốn cứu những tội nhân đó thoát khỏi ngục tù thống khổ. Đó là tinh thần của Bồ Tát xả mình vì người. Chúng ta nên kiến hiền tư tề, thấy người hơn mình phải cố gắng làm cho bằng họ, học tập theo gương thái tử thiện phục. Bộ kinh Hoa Nghiêm này Đức Phật nói đạo lý Bồ Tát đạo của bậc pháp nhân đại sĩ tu hành. Của bậc pháp thần đại sĩ tu hành, hành Bồ Tát đạo thì phải quên mình, tất cả vì lợi ích chúng sinh mà nghĩ đến, chẳng có tư tưởng ích kỷ lợi mình, tất cả đều buông bỏ được, chẳng có chấp trước, mới đạt được sự giải thoát. Thái tử thiện phục lại bạch với vua Thắng Quang rằng: Còn khẩn cầu đại vương từ bi hãy tha cho những tội nhân đó, hãy thả họ ra hết, còn xin chịu chết thay thế cho những tội nhân đó. Vua Thắng Quang nói: Được, tùy ý ngươi, ta cho người mãn nguyện. Thả tội nhân, người chết thế cho tội nhân, không có nói chơi, nói ra phải giữ lời. Lúc đó hoàng hậu bạch với vua rằng: Đại vương, tôi muốn xin cho thái tử bố thí nửa tháng để tu phước, sau đó trị tội. Vua liền hứa khả lại thỉnh cầu của hoàng hậu. Hoàng hậu rất thương mến thái tử, không muốn thái tử bị giết nên tha thiết thỉnh cầu, muốn quốc vương tha tội cho thái tử. Quốc vương sao lại muốn giết con? Do đó có câu: Hổ mẹ không ăn thịt con. Nhưng đứng trên lập trường quốc pháp thì không được như vậy, cho nên đáp ứng thỉnh cầu của hoàng hậu. Đây là lẽ thường tình của con người. Bấy giờ phía bắc thành đô có một khu vườn lớn tên là Nhật Quang, là hội trường bố thí xưa kia. Thái tử đến đó thiết lập hội bố thí lớn, thức ăn uống, y phục, hoa, tràng hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, tràng phan, lọ báu, các đồ trang nghiêm, tùy theo sự mong cầu đều chu cấp cho hết. Trải qua nửa tháng, ngày cuối cùng, quốc vương đại thần, trưởng giả cư sĩ, thành ấp nhân dân và các ngoại đạo đều vân tập đến. Lúc đó, ở phía bắc, thành đô Bảo Trang Nghiêm, có một khu vườn lớn tên là Nhật Quang, là đạo tràng đại bố thí lúc xưa kia. Thái tử thiện phục đến vườn hoa đó, thiết lập pháp hội bố thí lớn,
Bố thí thức ăn uống, y phục, hoa, tràng hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bổ, tràng phan, lọng bóng, các đồ trang nghiêm, tùy theo sự mong cầu của chúng sinh, đều chu cấp đầy đủ, khiến cho chúng sinh đều tọa tâm mãn nguyện. Bố thí như vậy trải qua được nửa tháng, đến ngày cuối cùng, quốc vương và đại thần, trưởng giả cùng cư sĩ, thành ấp nhân dân và tất cả các ngoại đạo đều phân tập đến đại hội bố thí vườn hoa Nhật Quang để tham quan tình huống bố thí. Bây giờ Đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương biết thời điều phục các chúng sinh đã đến, cùng với đại chúng tụ hội có các thiên vương vây quanh, Long Vương cúng dường, Dạ Xoa Vương thủ hộ, Càn Thát Bà Vương khen ngợi, A Tu La Vương khom mình đảnh lễ, Ca Lâu La Vương dùng tâm thanh tịnh giải các hoa báu, Khẩn Na La Vương hoan hỉ khuyến thỉnh, Ma Hầu La Già Vương một lòng chiêm ngưỡng đến nhập vào hội đó. Lúc bấy giờ Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương biết thời điều phục tất cả chúng sinh đã đến, nghĩa là cơ duyên của chúng sinh đã thành thục. Do đó, Ngài cùng với đại chúng tụ hội lạ, có các thiên vương vây quanh, Long Vương cúng dường, Dạ Xoa Vương thủ hộ, Càn Thát Bà Vương khen ngợi, A Tu La Vương khom mình đảnh lễ, Ca Lâu La Vương dùng tâm thanh tịnh giải các hoa báu, Khẩn Na La Vương hoan hỉ khuyến thỉnh, Ma Hầu La Già Vương một lòng chiêm ngưỡng. Đại chúng cùng nhau đi đến đạo tràng đại bố thí vườn hoa Nhật Quang. Bấy giờ Thái tử và các đại chúng từ xa trông thấy Đức Phật đến, đoàn nghiêm đặc thù, các căn tịch định như voi điều thuận, tâm không cấu trược như mặt hồ thanh tịnh, hiện đại thần thông, thị hiện đại tự tại, hiện bày đại oai đức, đủ thứ tướng tốt trang nghiêm thần. Đức Phật phóng đại quang minh, chiếu khắp thế giới, tất cả lỗ chân lông hiện ra mây sáng thơm, chấn động mười phương vô lượng cõi Phật, từ chỗ Phật đến khắp mưa tất cả các đồ trang nghiêm. Nhờ oai nghi của Phật, nhờ công đức của Phật, chúng sinh ai thấy được tâm tịnh hoan hỷ, phiền não tiêu diệt. Bấy giờ Thái tử và các đại chúng nằm thẻ sát đất, đảnh lễ Đức Phật, bày toàn ngồi rồi chắp tay bạch rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, lành thay đấng thiện thệ, xin Ngài thương xót nhiếp thọ con ngồi lên tòa này. Lúc đó Thái tử thiện phục và tất cả đại chúng từ xa trông thấy Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương đến, tướng mạo đoan chánh trang nghiêm rất đặc thù. Vì Đức Phật đầy đủ 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp, các căn tịch định, tức là mắt không nhìn cảnh không đáng nhìn, tai không nghe chuyện không đáng nghe, miệng không nói lời không đáng nói, tâm không nghĩ điều không nên nghĩ, 6 căn nhập thiền định như voi lớn điều thuận, tâm không có tư tưởng cấu trược như mặt hồ thanh tịnh, vật đến thì chiếu, vật đi thì lặng, không có mọi sự chấp trước, thực hiện sức đại thần thông, thì hiện cảnh giới đại tự tại, hiện hiện sức đại oai đức, có đủ thứ tướng tốt trang nghiêm thần. Đức Phật phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương thế giới, trong tất cả lỗ chân lông hiện ra mây sáng thơm, chấn động mười phương vô lượng cõi Phật. Tùy chỗ Phật đến đều khắp mưa tất cả các đồ trang nghiêm, nhờ oai nghi của Phật, nhờ công đức của Phật, chúng sinh ai thấy được những cảnh giới đó, tâm đều thanh tịnh mà sinh hoan hỷ, mọi phiền não đều tiêu diệt không còn. Lúc đó Thái tử và tất cả đại chúng năm thể sát đất đảnh lễ Đức Phật, bày toàn ngôi biểu thị cung nghinh, đại chúng cùng chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: Lành thay Đức Thế Tôn, lành thay đấng thiện thệ, xin Ngài thương xót nhiếp thọ chúng con, xin cùng thỉnh Ngài ngồi lên bảo tòa này. Nhờ thần lực của Phật chư thiên tịnh cư liền biến tòa đó thành tòa sen hương mani, Đức Phật ngồi trên tòa đó, các chúng Bồ Tát cũng đều ngồi chung quanh Đức Phật. Bấy giờ tất cả chúng sinh trong hội đó nhờ thấy Đức Như Lai khổ diệt chướng trừ tham thọ thánh pháp. Bấy giờ Đức Như Lai biết họ có thể giáo hóa được, bèn dùng âm viên mãn nói Tu Đà La tên là Phổ Chiếu Nhân Luân, khiến cho các chúng sinh tùy lại đều hiểu được. Bấy giờ trong hội đó có 80 na do tha chúng sinh xa lìa trần cấu đắc được con mắt pháp thanh tịnh, vô lượng na do tha chúng sinh đắc được bậc vô học, 10.000 chúng sinh trụ đạo đại thừa và hạnh phổ hiền thành tựu viên mãn đại nguyện. Lúc bấy giờ trong mười phương đều có các chúng sinh nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật ở trong đại thừa, tâm được điều phục, tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới được lìa khỏi cõi ác, được sinh về cõi trời. Nhờ thần lực của Phật chư thiên tịnh cư, trời ngũ bất hoàn thuộc về sắc giới cũng đến liền biến tòa báu đó thành tòa sen hương mani. Đức Phật ngồi trên tòa đó, tất cả các chúng Bồ Tát cũng đều ngồi chung quanh Đức Phật. Lúc đó đại chúng trong đại pháp hội bố thí đó nhờ thấy Đức Như Lai Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương, khổ não liền tiêu diệt, nghiệp chướng lập tức tiêu trừ sạch, có tư cách tham thọ được thánh pháp. Lúc bấy giờ Đức Như Lai biết căn cơ của tất cả chúng sinh đã thành thục, có thể giáo hóa được, bèn dùng âm viên mãn diễn nói Tu Đà La Khế Kinh tên là Kinh Phổ Chiếu Nhân Luân, khiến cho tất cả chúng sinh tùy lại đều hiểu được.
Lúc bấy giờ trong pháp hội bố thí đó có 80 na do tha chúng sinh xa lìa tất cả bụi dơ đắc được con mắt pháp thanh tịnh, lại có vô lượng na do tha chúng sinh đắc được bậc vô học. Do đó có câu: các lậu đã sạch, phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, chẳng còn thọ thân sau nữa, đã chứng được quả vị tứ quả a la hán. Lại có 10.000 chúng sinh trụ đạo đại thừa, học tập pháp đại thừa, nhập vào hạnh bồ tát phổ hiền, thành tựu viên mãn đại nguyện bồ tát phổ hiền. Lúc bấy giờ mỗi phương trong 10 phương đều có các chúng sinh nhiều như số hạt bụi trong cõi Phật, trụ ở trong pháp đại thừa, tâm được điều phổ không quái không hạ. Tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới được lìa khỏi tất cả cõi ác, được sinh về cõi trời, hưởng phước trời an vui. Lúc đó Thái tử Thiện Phục lập tức đang được môn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành. Lúc đó Thái tử Thiện Phục lập tức đắc được môn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành. Ở trên là vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh, tường thuật lại thời quá khứ tại gia tu hành. Đây là trả lời câu hỏi của thiện tài đồng tử hỏi phát tâm đã được bao lâu. Thiện nam tử, Thái tử lúc bấy giờ đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy. Do ta thuở xưa khởi tâm đại bi, xả thân mạng tài vật, cứu chúng sinh khổ, mở cửa đại bố thí, cúng dường Đức Phật mà đắc được môn giải thoát này. Phật tử nên biết ta lúc bấy giờ chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng chấp vào ba cõi, chẳng cầu quả báo, chẳng tham danh tiếng, chẳng muốn tự khen mình, khinh chê kẻ khác. Nơi các cảnh giới không có tham nhiễm, không có sợ hãi, chỉ trang nghiêm đạo đại thừa xuất ly. Thực thích quán sát môn nhất thiết trí, tu hành khổ hạnh mà đắc được giải thoát này. Thiện nam tử, Thái tử lúc bấy giờ, ngươi có biết là ai chăng? Đâu phải là người nào khác, chính là thân ta vậy, dạ thần đại nguyện tinh tấn lực. Do ta thuở xưa sinh khởi tâm đại bi, xả thân mạng của ta, xả tài vật của ta, cứu giúp tất cả chúng sinh khổ, mở cửa pháp hội đại bố thí cho tất cả chúng sinh, cúng dường tất cả chư Phật mới đắc được môn giải thoát này. Chúng ta nghe kinh Hoàng Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, nghe được đoạn kinh văn này nên hồi quang phản chiếu. Chúng ta có xả bỏ được thân mạng và tài vật để cứu giúp tất cả chúng sinh chưa? Hết thảy Bồ Tát quá khứ đều xả thân mạng để giáo hóa chúng sinh. Chúng ta hãy phản tỉnh lại xem có làm được như vậy chăng? Nếu được thì tiếp tục hướng về trước làm, không thể bỏ dở giữa chừng. Nếu không làm được thì phải phát tâm đại bồ đề, học tập Bồ Tát quá khứ, phát nguyện xả thân mạng, xả tài vật để cứu giúp tất cả chúng sinh, để giáo hóa tất cả chúng sinh. Càng phải dũng mãnh, càng phải tinh tấn, không thể giải đãi, không thể phóng dật. Người tu đạo không tinh tấn thì thối lùi, tức cũng là thối chuyển tâm bồ đề. Phải chú ý lười biếng tức là đá của chân sự tu đạo. Phật tử, người nên biết ta lúc đó phát tâm đại bồ đề chỉ vì lợi ích tất cả chúng sinh, chẳng chấp vào cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, ba cõi, chẳng cầu quả báo lành, chẳng tham danh thơm tiếng tốt, chẳng muốn tự khen mình, cũng chẳng khinh chê kẻ khác. Đối với tất cả cảnh giới không sinh tâm tham nhiễm, cũng không sinh tâm sợ hãi. Tại sao? Vì không còn cái ta, hết thảy tất cả chẳng vì mình mà cầu, chỉ trang nghiêm đạo đại thừa, thoát khỏi ba cõi. Thường thích quán sát môn nhất thiết trí huệ, tu hành khổ hạnh không dễ gì tu được, nên ta mới đắc được môn giải thoát này. Phật tử, ý ngươi thế nào? 500 vị đại thần muốn hại ta thuở đó đâu phải là người nào khác, nay chính là 500 đồ đảng của Đề Bà Đạt Đa. Những người đó nhờ Đức Phật giáo hóa đều sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở đời vị lai trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Bây giờ có kiếp tên là Thiện Quang, thế giới tên là Bảo Quang, thành Phật ở trong thế giới đó. 500 vị Phật đó thứ tự xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu tiên hiệu là Đại Bi, vị Phật thứ hai hiệu là Nhiễu Ích Thế Gian, vị Phật thứ ba hiệu là Đại Bi Sư Tử, vị Phật thứ tư hiệu là Cứu Hộ Chúng Sinh, cho đến vị Phật cuối cùng hiệu là Y Vương. Tuy các Đức Phật đó Đại Bi bình đẳng, nhưng cõi nước chủng tộc cha mẹ thọ sinh tuổi thọ xuất gia học đạo, đi đến đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, nói tu đa la, lời nói, âm thanh quang minh chúng hội, thọ mạng pháp trụ, và danh hiệu của các vị Phật đó thể đều khác biệt. Phật tử, ý ngươi nghĩ như thế nào? 500 vị đại thần muốn hại ta thuở đó đâu phải là người nào khác, này chính là Đề Bà Đạt Đa và 500 đồ đảng của y. Những người đó nhờ Đức Phật giáo hóa đều sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ở đời vị lai trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi núi Tu Di. Lúc bấy giờ có kiếp tên là Thiện Quang, trong kiếp đó có thế giới tên là Bảo Quang. Các ngài sẽ thành Phật ở trong thế giới đó. 500 vị Phật đó sẽ thứ tự xuất hiện ra đời. Vị Phật đầu tiên hiệu là Phật Đại Bi, vị Phật thứ hai hiệu là Phật Nhiêu Ích Thế Gian,
Vị Phật thứ ba hiệu là Phật Đại Bi Sư Tử, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Cứu Hộ Chúng Sinh, cho đến vị Phật cuối cùng hiệu là Phật Y Vương. Tùy tất cả các đức Phật đó đại bi bình đẳng, nhưng cõi nước, chủng tộc, cha mẹ, thọ sinh, tuổi thọ, xuất gia học đạo, đi đến đạo tràng, chuyển bánh xe pháp, nói tu đa la, lời nói âm thanh, quang minh chúng hội, thọ mạng pháp trụ và danh hiệu của các vị Phật đó thể đều khác biệt. Phật tử, các tội nhân mà ta cứu thuở đó, tức là Đức Phật Câu Lưu Tôn và 1.000 vị Phật trong kiếp hiền, và trăm vạn A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát ở chỗ Như Lai Vô Lượng, tinh tấn lực danh xưng công đức huệ, phát tâm A Nậu, Đa La Tam Miệu, Tam Bồ Đề, nay đang ở trong 10 phương cõi nước hành Bồ Tát Đạo, tu tập tăng trưởng, môn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, khiến sinh căn lành này. Phật tử, các tội nhân mà ta cứu thuở đó, tức là 1.000 vị Phật trong kiếp hiền vậy. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Câu Lưu Tôn, vị Phật thứ hai hiệu là Câu Na Hàm Mâu Ni, vị Phật thứ ba hiệu là Phật Ca Diếp, vị Phật thứ tư hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Phật thứ năm hiệu là Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, Phật Vị Lai và trăm vạn A Tăng Kỳ các đại Bồ Tát ở chỗ đạo tràng của Như Lai Vô Lượng tinh tấn lực danh xưng công đức huệ, phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiện nay đang ở trong cõi nước 10 phương thế giới hành Bồ Tát Đạo, tu tập tăng trưởng môn giải thoát Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, khiến sinh căn lành này. Vua Thắng Quang thuở đó hiện nay là Đại Luận Sư Tát Giá Ni Kiền Tử. Các cùng nhân và quyến thuộc của vua thuở đó, tức là 6 vạn đệ tử của Đại Luận Sư Tát Giá Ni Kiền Tử, theo thầy cùng đến kiến Đại Luận Tràng luận nghị với Đức Phật, đều bị Đức Phật hàng phục, được Đức Phật thọ ký A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Những người đó đều sẽ thành Phật, cõi nước trang nghiêm, kiếp số danh hiệu thể đều khác nhau. Vua Thắng Quang thuở đó hiện nay là Đại Luận Sư Tát Giá Ni Kiền Tử, một trong 6 đại luận sư của Ấn Độ lúc Phật còn tại thế. Ông ta tu khổ hạnh, lõa thể, nhịn đói chịu khát. Các cùng nhân và quyến thuộc của vua thuở đó, tức là 6 vạn đệ tử của Đại Luận Sư Tát Giá Ni Kiền Tử, thầy trò họ cùng đến chỗ Đức Phật kiến Đại Luận Tràng luận nghị với Đức Phật, cuối cùng đều bị Đức Phật hàng phục, được Đức Phật thọ ký A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Những người ngoại đạo đó tương lai đều sẽ thành Phật, cõi nước trang nghiêm, kiếp số danh hiệu thể đều khác nhau. Phật tử, lúc bấy giờ ta cứu các tội nhân rồi, cha mẹ cho ta xuất gia, ta xả lìa cõi nước, vợ con, tài sản, ở chỗ Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương xuất gia học đạo, trong 500 năm tịnh tu phạm hạnh, liền được thành tựu trăm vạn Đà La Ni, trăm vạn thần thông, trăm vạn pháp tạng, trăm vạn cổng, nhất thiết trí dũng mãnh tinh tấn, tịnh trị trăm vạn môn kham nhẫn, tăng trưởng trăm vạn tâm tư duy, thành tựu trăm vạn Bồ Tát lực, vào trăm vạn môn Bồ Tát trí, đắc được trăm vạn môn bát nhã ba la mật, thấy được 10 phương trăm vạn chư Phật, sinh ra trăm vạn Bồ Tát đại nguyện, trong niệm niệm chiếu đến trăm vạn cõi Phật 10 phương, trong niệm niệm nghĩ nhớ thuở trước sau trăm vạn chư Phật 10 phương thế giới, trong niệm niệm biết được biển biến hóa của trăm vạn chư Phật 10 phương thế giới, trong niệm niệm thấy được hết thảy chúng sinh trăm vạn thế giới 10 phương, đủ thứ các cõi theo nghiệp thọ báo, lúc sinh lúc chết, cõi lành cõi ác, sắc tốt sắc xấu. Các chúng sinh đó đủ thứ tâm hạnh, đủ thứ ham muốn, đủ thứ căn tánh, đủ thứ nghiệp tập, đủ thứ thành tựu thảy đều thấu rõ. Phật tử, lúc đó ta cứu các tội nhân rồi, cha mẹ nghe lời ta yêu cầu cho ta xuất gia tu đạo, ta xả lìa cõi nước, vợ con, tài sản ở chỗ Đức Phật Pháp Luân Âm Hư Không Đăng Vương xuất gia học đạo, trong 500 năm tịnh tu phạm hạnh liền được thành tựu trăm vạn pháp môn Đà La Ni, trăm vạn pháp môn thần thông, trăm vạn pháp môn pháp tạng, trăm vạn pháp môn cầu nhất thiết trí dũng mãnh tinh tấn tịnh trị, trăm vạn pháp môn kham nhẫn, tăng trưởng trăm vạn pháp môn tâm tư duy, thành tựu trăm vạn pháp môn Bồ Tát lực, vào trăm vạn pháp môn Bồ Tát trí, đắc được trăm vạn pháp môn bát nhã ba la mật, thấy được 10 phương trăm vạn chư Phật, sinh ra trăm vạn Bồ Tát đại nguyện, trong niệm niệm chiếu đến trăm vạn cõi Phật 10 phương, trong niệm niệm nghĩ nhớ thuở trước sau trăm vạn chư Phật 10 phương thế giới, trong niệm niệm biết được biển biến hóa của trăm vạn chư Phật 10 phương thế giới, trong niệm niệm thấy được hết thảy chúng sinh trăm vạn thế giới 10 phương, đủ thứ các cõi theo nghiệp thọ báo, hết thảy chúng sinh lúc sinh ra như thế nào chẳng biết, lúc chết như thế nào rất hồ đồ, hoặc sinh về cõi lành, hoặc sinh về cõi ác, đều tùy theo nghiệp thọ báo. Sắc tốt, tướng mạo đoan tránh, sắc xấu, tướng mạo xấu xí, đây là theo nghiệp mà quyết định. Tóm lại, tu phước thì được sắc đẹp, tạo nghiệp thì được sắc xấu. Đức Phật còn phải trải qua 3 A Tăng Kỳ tu phước huệ trong kiếp trồng tướng tốt. Hà huống là chúng ta phàm phu càng phải tu phước tu huệ mới đầy đủ tướng tốt trang nghiêm.
Hết thảy chúng sinh có đủ thứ tâm tư, đủ thứ hành vi, có đủ thứ sự ham muốn, có đủ thứ ưa thích, lại có đủ thứ căn tánh, tu nghiệp lành thì căn tánh lành, tu nghiệp ác thì căn tánh ác. Ví như quá khứ tạo nghiệp sát sinh thì đời này thần khí thô bạo, vô duyên vô cớ tìm người khác làm phiền họ, không thể lý dụ, căn tánh nhất định là ác liệt. Lại có đủ thứ nghiệp tập, lại có đủ thứ thành tựu, đủ thứ những tình hình này ta đều thấu rõ. Phật tử lúc bấy giờ sau khi tâm mạng chung lại sinh vào trong nhà vua đó làm chuyển luân vương, Đức Như Lai pháp luân âm hư không đăng vương diệt độ rồi, cái đó ở đây ta gặp Đức Như Lai pháp không vương, ta hầu hạ cúng dường. Cái đó ta làm đế thích, tại đạo tràng này ta gặp Đức Như Lai thiên vương tạng, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm dạ ma thiên vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai đại địa oai lực sơn, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm đâu xuất thiên vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai pháp luân quang âm thanh vương, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm hóa lạc thiên vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai hư không trí vương, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm tha hóa tự tại thiên vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai vô năng hoại tràng, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm A-tu-la vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai nhất thiết pháp lôi âm vương, ta gần gũi cúng dường. Cái đó ta làm phạm vương, nơi thế giới này ta gặp Đức Như Lai phổ hiện hóa diễn pháp âm, ta gần gũi cúng dường. Phật tử trong kiếp thiện quang thế giới bảo quang đó có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều gần gũi hầu hạ cúng dường. Phật tử lúc bấy giờ sau khi ta mạng chung lại sinh vào trong nhà vua đó làm chuyển luân thánh vương, sau khi Đức Phật pháp luân âm hư không đăng vương vào niết bàn rồi, cái đó ở đây ta lại gặp Đức Phật pháp không vương xuất hiện ra đời, ta hầu hạ cúng dường Phật. Cái đó ta làm đế thích, tại đạo tràng này ta lại gặp Đức Phật thiên vương tạng xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Cái đó ta làm dạ ma thiên vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật đại địa oai lực sơn xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Cái đó ta làm đâu xuất thiên vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật pháp luân quang âm thanh vương xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Cái đó ta làm hóa lạc thiên vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật hư không trí vương xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Cái đó ta làm tha hóa tự tại thiên vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật vô năng hoại tràng xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Cái đó ta làm A-tu-la vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật nhất thiết pháp lôi âm vương xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Các vị xem, Đại Bồ Tát hóa thân ngàn vạn ức, tùy loài thọ sinh, loại chúng sinh nào đáng được độ thì Bồ Tát liền thọ sinh vào trong loài đó. Hiện thân đồng loại thì dễ dàng giáo hóa. Các vị đừng bao giờ hiểu lầm cho rằng làm A-tu-la vương tức là hoại vương, ông vua xấu, điều này không nhất định được, không thể một lời giải thích được. Có rất nhiều A-tu-la vương là hóa thân của pháp thân đại sĩ, có lúc Bồ Tát hiện thân thuyết pháp cố ý thị hiện thân A-tu-la vương. Kế đó ta làm phạm vương, nơi thế giới này ta lại gặp Đức Phật phổ hiện hóa diễn pháp âm xuất hiện ra đời, ta gần gũi cúng dường Phật. Phật tử trong kiếp thiện quang thế giới bảo quang đó có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều đến chỗ Phật gần gũi Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Mỗi vị Phật quán triệt thủy chung chẳng khi nào nhàm mỏi. Kế lại có kiếp tên là Nhật Quang, có 60 ức vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Diệu Tướng Sơn, lúc đó ta làm vua tên là Đại Huệ, ta ở chỗ Đức Phật đó hầu hạ cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Viên Mãn Kiên, ta làm cư sĩ gần gũi cúng dường. Kế có vị Phật ra đời hiệu là Ly Cấu Tràng, ta làm đại thần gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Dũng Mãnh Trì, ta làm A-tu-la vương gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Tu Di Tướng, ta làm thọ thần gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Ly Cấu Tý, ta làm thương chủ gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Sư Tử Du Bộ, ta làm thành thần gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Bảo Kế, ta làm Tỷ Sa Môn Thiên Vương gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Tối Thượng Pháp Xưng, ta làm Càn Thát Bà Vương gần gũi cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Quang Minh Quang, ta làm Kiêu Bàn Trà Vương gần gũi cúng dường. Kế lại có một kiếp tên là Nhật Quang, trong kiếp đó có 60 ước vị Phật xuất hiện ra đời. Vị Phật thứ nhất hiệu là Phật Diệu Tướng Sơn, lúc đó ta làm vua tên là Đại Huệ, ta ở chỗ Đức Phật đó hầu hạ cúng dường. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Viên Mãn Kiên, lúc đó ta làm cư sĩ, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Ly Cấu Tràng, lúc đó ta làm đại thần, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó.
kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Dũng Mãnh Trì. Lúc đó ta làm Atula Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Tu Di Tướng, lúc đó ta làm Thọ Thần, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Ly Cấu Tý, lúc đó ta làm Thương Chủ, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Sư Tử Du Bộ, lúc đó ta làm Thành Thần, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Bảo Kế, lúc đó ta làm Tỳ Sa Môn Thiên Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Tối Thượng Pháp Xưng, lúc đó ta làm Càn Phát Bà Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Kế lại có vị Phật ra đời hiệu là Phật Quang Minh Quan, lúc đó ta làm Kiêu Bàn Trà Vương, ta gần gũi cúng dường vị Phật đó. Ở trong kiếp đó thứ tự như vậy, có 60 ức vị Phật xuất hiện ra đời, ta thường thọ đủ thứ thân như vậy, ở mỗi chỗ vị Phật ta gần gũi cúng dường, giáo hóa thành thuộc vô lượng chúng sinh. Ở chỗ mỗi vị Phật ta đắc được đủ thứ môn tam muội, đủ thứ môn đà la ni, đủ thứ môn thần thông, đủ thứ môn biện tài, đủ thứ môn nhất thiết trí, đủ thứ môn pháp minh, đủ thứ môn trí huệ, chiếu đủ thứ biển mười phương và đủ thứ biển cõi Phật, thấy đủ thứ biển chư Phật thanh tịnh thành tựu tăng trưởng rộng lớn. Ở trong kiếp nhật quang đó thứ tự như vậy, có 60 ước vị Phật xuất hiện ra đời, ta ở trong thế giới đó thường thọ đủ thứ thân như vậy, ở chỗ đạo tràng của mỗi vị Phật ta đều gần gũi cúng dường, giáo hóa thành thuộc vô lượng chúng sinh. Ở chỗ mỗi vị Phật ta đắc được đủ thứ môn tam muội, đủ thứ môn đà la ni, đủ thứ môn thần thông, đủ thứ môn biện tài, đủ thứ môn nhất thiết trí, đủ thứ môn pháp minh, đủ thứ môn trí huệ, chiếu đủ thứ biển mười phương và đủ thứ biển cõi Phật, thấy đủ thứ biển chư Phật thanh tịnh thành tựu tăng trưởng rộng lớn. Như ở trong kiếp đó ta gần gũi cúng dường hết thảy các đức Phật như vậy, ở tất cả mọi nơi số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả biển thế giới, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời ta đều gần gũi cúng dường, lắng nghe thuyết pháp, tin thọ hộ trì cũng lại như thế. Ở chỗ tất cả các đức Phật như vậy ta đều tu tập môn giải thoát này, lại đắc được vô lượng giải thoát phương tiện. Như ở trong kiếp nhật quang đó ta gần gũi cúng dường hết thảy các đức Phật như vậy, ở trong những kiếp khác cũng gần gũi cúng dường hết thảy các đức Phật, tất cả mọi nơi số kiếp nhiều như số hạt bụi tất cả biển thế giới, hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời ta đều gần gũi Phật, cúng dường Phật, lắng nghe Phật thuyết pháp, tin thọ Phật pháp, hộ trì Phật pháp, hết thảy pháp của chư Phật nói cũng đều như thế. Ở chỗ đạo tràng của tất cả các đức Phật như vậy ta đều tu tập môn giải thoát này, lại đạt được vô lượng giải thoát phương tiện. Ở trên là vị chủ dạ thần đại nguyện tinh tấn được cứu hộ nhất thiết chúng sinh từng thuật lại hạnh môn tu hành thuở xưa. Bấy giờ vị chủ dạ thần cứu hộ nhất thiết chúng sinh muốn thuật lại nghĩa giải thoát này, liền vì thiện tài mà nói kệ rằng: lúc đó vị chủ dạ thần cứu hộ nhất thiết chúng sinh muốn tường thuật lại nghĩa lý môn giải thoát giáo hóa chúng sinh, khiến sinh căn lành, liền vì thiện tài đồng tử mà nói kệ rằng: ngươi dùng tâm hoan hỷ, tin ưa, hỏi pháp giải thoát khó nghĩ này, ta nương sức hộ niệm của Phật vì ngươi tuyên nói nên nghe thọ. Ngươi dùng tâm hoan hỷ, tin ưa, thưa hỏi pháp giải thoát không thể nghĩ bàn này, ta nương sức hộ niệm của mười phương chư Phật, nay vì ngươi tuyên nói nghĩa lý này, hy vọng ngươi nên chú ý lắng nghe, lãnh thọ pháp này. Quá khứ vô biên kiếp rộng lớn, trải qua số hạt bụi biển cõi, thời có thế giới tên Bảo Quang, trong đó có kiếp tên Thiện Quang. Bây giờ ta nhớ lại, trong quá khứ vô biên đại kiếp rộng lớn, trải qua số hạt bụi nhiều như biển cõi, lúc đó có thế giới tên Bảo Quang, trong thế giới đó có một kiếp tên là kiếp Thiện Quang. Ở trong đại kiếp Thiện Quang đó, một vạn vị Phật hiện ra đời, ta đều gần gũi cúng dường Phật, theo Phật tu học giải thoát này. Ở trong đại kiếp Thiện Quang đó, có một vạn vị Phật xuất hiện ra đời, ta đều đến chỗ Phật, gần gũi Phật, cúng dường Phật, ta theo một vạn vị Phật tu học pháp môn giải thoát này. Thời có cùng vua tên Hỷ Nghiêm, ngang dọc, rộng bằng rất tráng lệ, chúng sinh tạp nghiệp ở trong đó, hoặc tâm thanh tịnh, hoặc làm ác. Lúc đó có một cung vua tên là Bảo Trang Nghiêm, ngang dọc rộng lớn, bằng phẳng rất đặc thù đẹp đẽ tráng lệ. Thành đó là nơi chúng sinh tạp nghiệp ở, có chúng sinh tâm thanh tịnh, có chúng sinh tâm ác liệt. Người tâm thanh tịnh thì phụng hành năm giới tu chỉ pháp thập thiện, với tâm ác liệt thì chẳng giữ giới, truyền sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi, chửi mắng, tham lam, sân hận, si mê, mười điều ác. Bấy giờ có vua tên Thắng Quang, luôn dùng chánh pháp trị quần sinh. Thái tử vua đó tên Thiện Phục, thân hình đoan tránh đủ các tướng. Lúc bấy giờ có một ông vua tên là Thắng Quang, luôn luôn tuyên dương phải pháp, dùng chánh pháp trị lý tất cả chúng sinh.
vua Thắng Quang có một vị thái tử tên là Thiện Phục. Thái tử có thân hình đoan chánh, đầy đủ 32 tướng đại nhân. Thời có vô lượng các tội nhân giam trong ngục tối sẽ hành hình. Thái tử thấy rồi sinh thương xót, tâu lên vua cha xin ân xá. Lúc đó có vô lượng người phạm tội bị giam ở trong lao ngục tối tăm, tay chân bị công củ, đi lại chẳng được tự do, chờ đợi sẽ đẹp ra hành hình. Thái tử Thiện Phục ở trong cung điện nghe tiếng kêu cứu, bèn sinh tâm trắc ẩn, đến lao ngục xem thử thì thấy các tội nhân thọ đủ thứ hình phạt rất là đáng thương, bèn sinh tâm đại bi thương xót những tội nhân đó, trở về cung liền đi gặp vua Thắng Quang tâu rằng: xin đại vương tử bi hãy tha thứ cho những tội nhân ngu si, hãy thả họ ra để cho họ sửa lỗi làm mới. Bấy giờ các quan đều tâu vua: nơi thái tử này phạm vương pháp, tội nhân như vậy đáng hành hình, sao lại cứu họ xin ân xá. Lúc đó 500 vị đại thần đều phản đối hành vi của thái tử, đều cùng nhau đến tâu với vua rằng: đại vương, hiện tại lời yêu cầu của thái tử là trái với luật pháp quốc gia, không thể phê chuẩn, bằng không sẽ nguy hại đến sự an toàn của ngài. Hy vọng đại vương hãy nghĩ kỹ lại, những tội nhân này đáng xử theo pháp luật, phải chém đầu thị chúng, sao lại ân xá cho họ, không trừng phạt họ, không thể được. Thời vua Thắng Quang bảo thái tử: ngươi cứu tội nhân phải chịu chết. Thái tử lòng thương càng sâu nặng, thể cứu chúng sinh không lui sợ. Lúc đó vua Thắng Quang bảo thái tử Thiện Phục rằng: ngươi hãy đổi ý định đi, nếu ngươi muốn cứu những tội nhân đó thì ngươi phải thay thế họ chịu hành hình. Đây là quốc pháp, mọi người đều bình đẳng, chẳng có tư tình để nói. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, không thể dụng việc cảm tình. Thái tử nghe lời đó rồi, lòng thương người càng sâu nặng hơn, tâm đồng tình đó vĩnh viễn không lui sợ, nhất định muốn cứu những tội nhân đó thoát khỏi khổ ngục tù. Thời hoàng hậu cùng với thể nữ đều đến chỗ vua cùng bạch rằng: xin cho thái tử trong nửa tháng bố thí chúng sinh làm công đức. Lúc bấy giờ hoàng hậu cùng với tất cả thể nữ cùng nhau đi đến chỗ vua cùng bạch với vua rằng: xin đại vương hãy tạm tha cho thái tử trong vòng nửa tháng, để cho thái tử bố thí cho tất cả chúng sinh tu tập các công đức. Thời vua nghe rồi liền hứa khả, lập đại thí hội cứu dân nghèo, tất cả chúng sinh đều đến hội, tùy ý họ cần đều cấp cho. Bấy giờ vua Thắng Quang nghe lời cầu xin của hoàng hậu rồi bèn hứa khả yêu cầu đó, khiến cho thái tử lập pháp hội bố thí lớn để cứu giúp những chúng sinh nghèo thiếu. Tất cả chúng sinh đều đến pháp hội bố thí lớn đó, tùy ý họ cần gì, đều bố thí cho họ cái đó, chẳng khiến cho chúng sinh thất vọng. Như vậy nửa tháng đã trôi qua, giờ sử thái tử đã sắp đến. Đại chúng trăm ngàn vạn ước người đồng thời chiêm ngưỡng đều gào khóc. Bố thí như vậy trải qua được nửa tháng, thời kỳ đã mãn, giờ sử thái tử cũng sắp đến. Đại chúng có hàng trăm ngàn vạn ước người đồng thời chiêm ngưỡng dung nhan thái tử, mắt trầm tạm rời, cùng kêu gào khóc than. Tại sao? Vì họ cảm động tâm nhân từ của thái tử mà kêu gào khóc than như vậy. Phật đó biết các căn thành thục, bèn đến hội đó hóa quần sinh, hiện hiện thần biến đại trang nghiêm, đại chúng gần gũi và cung kính. Lúc đó Đức Phật Pháp Luân Âm hư không đăng vương, biết căn tánh của đại chúng sắp thành thục cho nên đến hội thí đó, gặp giáo hóa những chúng sinh đó, hiện hiện thần thông biến hóa đại trang nghiêm. Hết thảy chúng sinh đều đến gần gũi, đều đến cung kính cúng dường Đức Phật. Phật dùng một âm phương tiện nói: đèn pháp chiếu khắp Tu Đa La, vô lượng chúng sinh tâm mềm mại đều được Phật thọ ký Bồ Đề. Phật dùng một thứ âm thanh phương tiện vì chúng sinh nói pháp: đèn pháp chiếu khắp Tu Đa La, pháp môn khế kinh này, vô lượng chúng sinh nghe được bộ kinh này rồi tâm ý mềm mại, chúng sinh càng cường tâm sinh từ bi, cải ác hướng thiện, đại chúng phát tâm Bồ Đề, được Phật thọ ký Bồ Đề. Thái tử Thiện Phục sinh hoan hỷ, phát hưng tâm chánh giác vô thượng, thệ nguyện hầu hạ nơi Đức Phật, các vị chúng sinh làm chỗ nương. Lúc đó thái tử Thiện Phục được Đức Phật thương xót, sinh đại hoan hỷ, phát hưng tâm Bồ Đề chánh giác vô thượng, phát đại thệ nguyện đời đời kiếp kiếp hầu hạ Phật, các vị tất cả chúng sinh làm chỗ nương tựa, khiến cho chúng sinh chuyên tâm nhất trí tu trì Phật pháp, lập tức xuất gia nương tựa Phật, tu hành đạo nhất thiết trùng trí, bấy giờ liền được giải thoát này, đại bi rộng cứu các quần sinh. Thái tử Thiện Phục phát đại thệ nguyện rồi lập tức xuất gia tu đạo, nương tựa Phật mà trụ, tu hành pháp môn nhất thiết trí huệ. Lúc bấy giờ thái tử liền đắc được môn giải thoát này, phát tâm đại bi rộng cứu giúp tất cả chúng sinh, khiến cho họ liều khổ ba cõi đắc được vui niết bàn. Trụ ở trong đó trải biển kiếp, quán sát các pháp tánh chân thật.
thường nơi biển khổ cứu chúng sinh tu tập đạo Bồ Đề như vậy. Chủ ở trong đó trải qua thời gian biển kiếp lâu dài, quan sát kỹ càng tự tánh chân thật của tất cả các pháp, thường ở trong biển khổ cứu giúp tất cả chúng sinh tu tập đạo Bồ Đề như vậy chẳng khi nào mỏi nhàn. Kiếp đó hết thảy chư Phật hiện, thảy đều hầu hạ không dư thừa, đều dùng tâm tin hiểu thanh tịnh, lắng nghe hộ trì pháp Phật nói. Trong biệt kiếp đó, khi hết thảy tất cả chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều đến chỗ Đức Phật hầu hạ Phật. Ta dùng tâm tin hiểu thanh tịnh, lắng nghe chánh pháp của Phật nói, tu chỉ chánh pháp của Phật nói, hộ trì chánh pháp của Phật nói. Kế số bụi nhiều như cõi Phật, vô lượng vô biên các biển kiếp, hết thảy chư Phật hiện thế gian, mỗi mỗi cúng dường đều như vậy. Kế vô lượng vô biên các biển kiếp, số bụi nhiều như cõi Phật, khi hết thảy tất cả chư Phật xuất hiện nơi thế gian, bất cứ vị Phật nào, ta cũng đều đi đến chỗ Đức Phật hầu hạ cúng dường, chẳng có bỏ sót, không hầu hạ cúng dường một vị Phật nào. Tóm lại hết thảy chư Phật, ta đều cúng dường. Ta nhớ thuở xưa làm thái tử, thấy các chúng sinh trong lao ngục, thệ nguyện xả thân để cứu hộ, nhờ đó chứng môn giải thoát này. Ta nhớ thuở xưa khi làm thái tử, đã từng thấy rất nhiều chúng sinh thọ khổ hình trong lao ngục. Ta sinh tâm trắc ẩn, phát thệ nguyện xả thân mạng của ta để cứu hộ những tội nhân đó, được thoát khỏi khổ sở ngục tù. Bởi nguyên nhân đó cho nên ta chứng được pháp môn giải thoát này. Pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn. Trải số bụi nhiều như cõi Phật, biển kiếp rộng lớn thường tu tập, niệm niệm khiến cho được tăng trưởng, lại được vô biên phương tiện khéo. Trải qua biển đại kiếp rộng lớn nhiều như số bụi cõi Phật, ta thường tu tập pháp môn giải thoát này, trong mỗi một niệm đều khiến cho môn giải thoát này được cơ hội tăng trưởng, lại đạt được vô biên pháp môn phương tiện khéo léo tăng trưởng sức lực môn giải thoát. Trong đó hết thảy các Như Lai ta đều thấy được mà khai ngộ, khiến ta hiểu thêm giải thoát này cùng với đủ thứ sức phương tiện. Trong đó hết thảy tất cả chư Phật đó ta đều thấy được, lại được chư Phật khai thị mà được giác ngộ, khiến cho ta hiểu thêm nghĩa lý môn giải thoát này và đủ thứ sức phương tiện. Ta trong vô lượng ngàn ước kiếp hoặc môn giải thoát khó nghĩ này, biện pháp chư Phật không bờ mé, một thời ta đều uống được khắp. Ta trong vô lượng ngàn ước đại kiếp tu học môn giải thoát không thể nghĩ bàn này, tất cả biện pháp của chư Phật không bờ mé, nhưng ta có thể một thời uống được khắp biện pháp của chư Phật. Mười phương hết thảy tất cả cõi thân ta vào khắp không chướng ngại, ba đời đủ thứ tên cõi nước niệm niệm biết hết đều rất rõ. Mười phương hết thảy tất cả cõi thân ta đều có thể vào khắp không chướng ngại, ba đời đủ thứ tên cõi nước ta ở trong niệm niệm biết được hết rất rõ ràng. Ba đời hết thảy biển chư Phật mỗi mỗi thấy rõ hết không thừa, cũng hay thị hiện thần tướng Phật đến khắp chỗ các Như Lai đó. Mười phương ba đời hết thảy biển chư Phật, khi hết thảy chư Phật xuất hiện ra đời, ta đều thấy rõ hết, đến gần cuối cúng dường không bỏ sót một vị Phật nào. Bất cứ có bao nhiêu vị Phật, ta lần lượt thị hiện thân tướng đến khắp chỗ Đức Phật, gần cuối Phật, hầu hạ Phật, cúng dường Phật. Lại nơi mười phương tất cả cõi, trước tất cả chư Phật đạo sư, khắp mưa tất cả mây trang nghiêm, cúng dường tất cả vô thượng giác. Ta lại ở nơi mười phương tất cả cõi, trước tất cả chư Phật đạo sư, khắp mưa tất cả mây trang nghiêm, cúng dường tất cả mười phương vô thượng giác, tức cũng là Phật, cũng là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, nghĩa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại dùng vô biên biển thưa hỏi, thưa thỉnh tất cả các thế tôn, Phật đó mưa xuống mây diệu pháp, phải đều thọ trì không quên mất. Lại dùng vô biên biển thưa hỏi, thưa thỉnh mười phương ba đời, tất cả các thế tôn, xin phát tâm tử bi, vì con nói Phật pháp nghĩa chân thật, Phật đó mưa xuống mây diệu pháp, ta đều thọ trì không khi nào quên mất. Do đó có câu, một khi lọt qua tai, vĩnh viễn hạt giống đạo. Lại nơi mười phương vô lượng cõi, trước chúng hội tất cả Như Lai, ngồi nơi tòa trang nghiêm vi diệu, thì hiện đủ thứ sức thần thông. Lại ở nơi mười phương vô lượng cõi, trước chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai, ngồi nơi tòa sư tử trang nghiêm vi diệu, thì hiện đủ thứ sức thần thông biến hóa, nhậm vận tự tại, tùy theo ý muốn, chẳng bị sự hạn chế nào. Lại nơi mười phương vô lượng cõi, thì hiện đủ thứ các thần biến, một thân thị hiện vô lượng thân, trong vô lượng thân hiện một thân. Lại ở nơi mười phương vô lượng cõi thì hiện đủ thứ các thần thông biến hóa, một thân thể hiện vô lượng thân, trong vô lượng thân thể hiện là một thân. Do đó có câu một làm vô lượng là một. Đây là cảnh giới viên dục vô ngại của Kinh Hoa Nghiêm. Lại trong mỗi mỗi lỗ chân lông đều phóng vô số đại quang minh, đều dùng đủ thứ phương tiện khéo trừ diệt lửa phiền não chúng sinh.
Lại ở trong mỗi lỗ chân lông đều phóng ra vô số đại quang minh, đều dùng đủ thứ phương tiện khéo léo trừ diệt lửa phiền não của tất cả chúng sinh. Chúng sinh có 84.000 bệnh nhiệt phiền não, cho nên Phật thiết lập 84.000 pháp môn mát mẻ chuyên trị tất cả bệnh phiền não. Lại trong mỗi mỗi lỗ chân lông xuất hiện vô lượng mây hóa thân, đầy khắp mười phương các thế giới, khắp mưa pháp vũ cứu quần sinh. Lại ở trong mỗi lỗ chân lông xuất hiện vô lượng mây hóa thân, đầy khắp trong mười phương tất cả các thế giới, khắp mưa tất cả pháp vũ cứu tế tất cả chúng sinh, được uống nước cam lồ giải trừ nhiệt phiền não. Mười phương tất cả các Phật tử và muôn giải thoát khó nghĩ này, hết thuở vị lai vô lượng kiếp, an trụ tu hành Bồ Tát hạnh. Mười phương tất cả các Phật tử và muôn giải thoát khó nghĩ bản này, đều hết thuở vị lai vô lượng đại kiếp, an trụ tu hành Bồ Tát hạnh, tức cũng là pháp lục độ vạn hạnh, pháp môn xả mình vì người, tức là Bồ Tát hạnh. Tùy tâm ưa thích mà thuyết pháp, khiến họ đều trừ lưới tà kiến, chỉ bày thiên đạo và hai thừa, cho đến Như Lai nhất thiết trí. Tùy tâm ưa thích của chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho họ đều trừ diệt lưới tà kiến, chỉ bày thiên đạo và nhị thừa, thanh văn và duyên giác, cho đến Phật thừa nhất thiết trí. Đương nhiên Bồ Tát thừa cũng ở trong đó. Bộ Kinh Hoa Nghiêm này đều nói về đạo lý Bồ Tát, làm thế nào phát Bồ Đề Tâm, làm thế nào hành Bồ Tát Đạo. Nơi tất cả chúng sinh thọ sinh, thị hiện vô biên đủ thứ thân, đều đồng loại họ hiện thân hình, khắp ứng tâm họ mà thuyết pháp. Nơi tất cả chúng sinh thọ sinh, thị hiện vô biên đủ thứ giác thân, khi ở nơi chúng sinh nào thì hiện ra thân hình chúng sinh đó. Tại sao? Vì khắp ứng tâm của chúng sinh mà vì họ thuyết pháp, bằng không không dễ gì giáo hóa. Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo thường dùng bốn pháp nhiếp, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự để nhiếp thọ chúng sinh có điều khó phục, khiến cho tâm họ nhu hòa, có tâm đồng tình ái hộ tất cả hữu tình chúng sinh, dù con kiến con muỗi cũng không làm hại. Nếu ai được môn giải thoát này sẽ trụ vô biên biển công đức, ví như số hạt bụi biển cõi không thể nghĩ bàn vô số lượng. Nếu có ai đắc được môn giải thoát này thì sẽ trụ ở trong vô biên biển công đức, ví như số hạt bụi biển cõi không thể nghĩ bàn vì vô số lượng. Biển công đức này cũng chẳng có bờ mé, sâu không thể dò được, rộng không thể lường được. Thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát giáo hóa chúng sinh khiến sinh căn lành này, như các đại Bồ Tát vượt các thế gian, hiện thần các cõi, chẳng trụ phan duyên, không có chướng ngại, thấu đạt tự tánh tất cả các pháp, khéo quan sát tất cả các pháp, đắc được trí vô ngã, chứng pháp vô ngã, giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, luôn không ngừng nghỉ. Tâm thường an trụ pháp môn không hai, vào khắp tất cả các biển lời lẽ. Ta này làm sao biết được, nói được biển công đức đó, trí dũng mãnh đó, tâm hành xứ đó, cảnh tam muội đó, sức giải thoát đó. Vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực lại gọi một tiếng thiện nam tử, ta chỉ biết môn giải thoát giáo hóa tất cả chúng sinh căn lành này. Nhờ các đại Bồ Tát vượt khỏi các thế gian, hiện thân các cõi, chẳng trụ phan duyên, không có chướng ngại, thấu đạt tự tánh tất cả các pháp, khéo quan sát tất cả các pháp, đắc được trí huệ vô ngã, chứng pháp môn vô ngã, giáo hóa tất cả chúng sinh, điều phục được tất cả chúng sinh, luôn không ngừng nghỉ. Tâm thường an trụ pháp môn không hài, tức cũng là tư duy đệ nhất nghĩa đế, vào khắp tất cả các biển lời lẽ. Những vấn đề đó ta này làm sao biết được, những đạo lý đó làm sao nói được, biển công đức đó, trí dũng mãnh đó, tâm hành xứ đó, cảnh tam muội đó, sức giải thoát đó, ta thật không cách chi nói ra được. Thiện nam tử, tại Diêm Phù Đề này có một khu rừng tên là Lam Tỷ Ni. Khu rừng đó có vị thần tên là Diệu Đức Viên Mãn. Ngươi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, sinh vào nhà Như Lai làm ánh sáng cho đời, hết kiếp thuở vị lai mà không nhà mỏi. Thiện nam tử, tại cõi Diêm Phù Đề này có một khu rừng tên là Lam Tỷ Ni. Trong khu vườn rừng đó có vị thần tên là thần Diệu Đức Viên Mãn. Người đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào tu Bồ Tát hạnh, làm thế nào sinh vào nhà Như Lai, làm thế nào ánh sáng chiếu cho đời, hết kiếp thuở vị lai mà không khi nào nhàm mỏi. Bấy giờ thiện tài đồng tử đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, chắp tay chiêm ngưỡng rồi tử tạng mà đi. Lúc đó thiện tài đồng tử nghe sự khai thị của vị dạ thần đại nguyện tinh tấn lực cứu hộ nhất thiết chúng sinh rồi, thọ được pháp ích, bèn đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh bên phải vô lượng vòng, chắp tay chiêm ngưỡng vị dạ thần, sau đó tử tạ vị dạ thần mà đi đến khu vườn rừng Lam Tỷ Ni, tham phường vị thần Diệu Đức Viên Mãn để thưa hỏi vấn đề cần muốn biết.